chi vẫn vương kiên trì hành động, biết rồi tình nghĩa này còn đâu. Yêu thêm vỡ đau, yêu thêm yêu đau, sao anh giống như kẻ điên. Yêu chi đắng cay, yêu biết cô độc, giờ thì đang ngâm sâu vào kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúc mừng chắc mơ biến giữa đời sống. Đời đã đông là khuya nắng. Đã là đi giờ. Chú mai đừng thế vừa rơi. Sao lá anh có biết ở nhà em nó đang biết là lên rồi tìm, chứ còn không có đưa tay lên là tình quên mất cái đó đâu mà tìm. Đó, cái gì đưa lên
rồi cái ai hát được cái tình anh bảy ông sơ nó lộn rồi đây các bạn biết cái đầu bị xứ rồi gặp dữ rồi trời ơi gặp tình trong cái đầu bị xứ biết dễ sợ cái câu này nghe nó quen rồi mình đã nói là phút mai ai gì phút mai. Ok, để trở lại chương trình thì mến mời nữ ca sĩ số 2 từ từ bước lên sân khấu. Tối hát chưa hả? Thì như mình hát xong rồi, muốn tôi thì cứ lên, mà muốn nhớ thì cứ nhớ. Vậy đi, trời ơi, cứ nhà nhà đưa lên được hát liền. À, hát sau hả không? Ngồi đó xíu xọn. Rồi, bây giờ thì muốn mà được không? Bây giờ nhớ lên không? Tới muốn ăn nhiều rồi bịt mặt nữa khổ ghê gớm luôn người có tên có tuổi ok hả dám ghen gì ta ghen gì ta mới vô ok lên nhất đi ta à để chào anh bảy nhưng mình vừa biết được nhưng mà anh bảy ơi lâu lâu tình bắt cấp anh bảy phải đưa cái bàn tay và chuẩn bị tinh thần với khí thế tôi nhìn lên chuẩn bị lắm nhất đó các bảy tôi yêu à, mình đã có ngồi có nước chịu khó chờ tí xíu đợi cho anh bảy duyên duyên không bảy nhà mình á mấy thở có tình á người ta nó ép dầu ép mỡ cho ai nữa ép hát vậy mà tình ép anh bảy đưa tay về anh bảy ơi có anh bảy lên liền ok cơ hội ngàn năm mới có mời tất cả chị em hướng mắt về bàn anh nhỏ nghe chưa dòng cha của được gì không phải từ từ bước lên sân khấu mới mời anh bảy Bà con ơi, có nghe không nè, nghe rõ gì con thỏ phải không? Ok, mến chào tất cả anh chị em nghe không? Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên nghe không? Không quên cái khúc nào nghe không? Chưa nên em chưa có vô thôi nghe không? Ok, anh Thơ Bảy không phải là ca sĩ nghe không? Ca sĩ có tên có tuổi, còn anh Thơ Bảy á, không phải là ca sĩ có tuổi chứ không có tên. Ok, tuổi nó càng ngày càng lên, tên nó càng ngày càng xuống nghe không? Ok mà con trời ơi cái này anh phải ca cái chữ này đã cái chữ kia nghe bà con đừng có la nghe bà con thiệt tình với bà con đó nha bà con ca nại nghe bà con ok thôi không có nhảo nữa nhảo hồi chắc mình không biên giới đá anh không bảy tét bịch tới nha không ok chuyện gì mới từ từ nghe bà con như mình đóng phim thôi hả à, đóng phim ha thì ra vậy ok đóng phim gì thì đóng đây ok giờ ca nãy cho bà con ca nãy coi nha tới đâu nghe tôi nói nha gì không nha
And the sea, the river. No, không phải, không. Đừng có uống nước thảo. Có làm thuốc độc. Có làm thuốc độc quá. Nó có chất độc ở trong đây. Người đẹp mà không kỳ phán phán. Đã sâu cha ngã.